Béo. Bây giờ Linh mời cả nhà ăn ánh đường cùng Linh nha, ánh đường ớt hòn đi, hấp nước nghe nha. Ngon quá, cắn nè. Thôi cái này đi anh. Cả nhà ui, bỏ cái ruột đó đi cả nhà. Ngon, ngọt cả nhà. Chấp bây giờ. Lấy ruột nha. Cái này ăn hơi đắng này cả nhà. Chấm à. Thịt nó ngọt. Nghe ngon. Cái bụng nó hơi dơ cả nhà. Ăn bụng vô ăn thì được mà đắng đắng. Chào mình con luôn thế nè. Con vậy bắt lâu rồi, con nhỏ rồi để mới bắt hạch lối mà gãy con, nó còn cuộc không, nó còn vậy bắt lâu rồi thì hết rồi.
Hơi béo rồi. Béo. Con bự béo luôn đúng không? Nước 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 ngỏ hay ngỏ đã cái nha. Mm.